Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Tham gia cộng đồng Địa Tạng, quán chúng sinh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật mẫu thưa hỏi: Lúc đó Đức Phật mẫu là Bà Ma Gia phu nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới trở đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hạng nữ nhân, hoặc nơi có Phật pháp, nơi thời không có Phật pháp, những lĩnh vực thành văn và bích chi Phật vân vân cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải tiền tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia phu nhân là bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chứ cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu trong môn này lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ được nói việc đó. Thánh mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Bồ Tát lục thuật: Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: Những chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Những chúng sinh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi tạm bảo, hoặc chẳng kính kính địa, không phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Họ có chúng sinh xâm tổn của thường trụ, ô phạm tăng ni hoặc tứ tình, làm sự dâm loạn trong chúng chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào không ra khỏi được. Nhưng có chúng sinh giả làm thầy sa môn, kỳ tầm tâm chẳng phải sa môn, làm dục của thường trụ, trái phạm giới luật, gặp cảm hoặc bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào không ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn, quần y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thanh mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thì phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, còn tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thanh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Phi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có 1.000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp phong ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuật bằng sát cao đến 1 muôn dặm, nửa chạy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Khi có một sở ngục tên là vô gián ngục này, cho vi 1 muôn 8.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn bằng sát cả lửa cháy hực hở xuất trên xuống dưới. Trên tường ngục rắn sắt cho sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thôi tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế, là những người tội chịu đựng sự khổ sở trong trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ đang năm bén ngọn giường gươm cầm mắt trói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, mắt ruột vằn chằn. Là con quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên trên không lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có răng sắt thẳng đầu người tội nên lấm đốt khắp trong tâm địa, đều lại đinh dài đâm xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội một ngày một đêm, một lần chết một lần sống lại, cho vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế. Trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được, lúc thế giới này hư hoại thời sinh qua nhờ địa ngục ở thế giới khác, lúc thế giới khác đó hư hoại thời lại sinh vào cõi khác nữa, lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay vòng sinh vào cõi khác, đến khi thế giới này thành xong thời sinh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Một, người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi thân cũng đều chật đầy cả ngục nên gọi là vô gián. Những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao, mát, chảo, dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống nghiền đầu, nước sắt nóng rưới thân. Đó thì âm hoàng sắt nóng khác thời uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Không luận là trai hay gái, mường mãn mọi rợ, già trẻ sang hàng hoặc là rồng, là trời hoặc là thần, là quỷ, hay gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh, do bị lại liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế đó, nếu nói rộng đa thử tên của những khí cụ để hành tội,
cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Maya Phương Nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo đầu. Bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Hết phẩm 3. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So ha ha.